quý vị thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng đang trở thành một nét văn quá trong hoạt động kinh doanh là triết lý nền tảng để doanh nghiệp phát triển và thành công trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong những năm qua, thông qua sự kết nối của chính quyền địa phương, hội đoàn thể các cấp, xí nghiệp, dịch vụ cảng và cung ứng vật tư thiết bị liên doanh việt ca việt sô không cần quan tâm chia sẻ với những người dân khó khăn thắp thêm niềm hy vọng cho những hoàn cảnh kém may mắn và đây cũng là câu chuyện mà Ngọc Diệm muốn chia sẻ đến quý vị trong chương trình Dịp Sống A Công ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. dịp này thì chúng tôi cũng phối hợp với lại hội chất độc màu da cam tỉnh bà rịa vũng tàu để tổ chức một cái chương trình an sinh xã hội hướng tới những gia đình những cái nạn nhân chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam yêu xin của tỉnh bà rịa vũng tàu thì như đấy cũng là một cái hoạt động thường niên của doanh nghiệp mong rằng là những cái hoạt động của chúng tôi ngoài cái việc chia sẻ đó thì cũng truyền lửa và cũng là giúp cho thế hệ các cái thanh niên trẻ của xí nghiệp dịch vụ chúng tôi cũng cảm nhận được những khó khăn ở những cái gia đình như thế này. Nhận thức được vai trò và ý nghĩa sâu sắc của các hoạt động xã hội trong thời gian qua, ban lãnh đạo xí nghiệp dịch vụ cảng và cung ứng vật tư thiết bị luôn tạo điều kiện và vận động cán bộ, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo xã hội như máy ấm công đoàn, vì trẻ thơ, quỹ phụ nữ nghèo đặc biệt là quan tâm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Thì tỉnh hội hoạt động nhiều chương trình nhằm giúp đỡ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. thì hôm nay cũng với sĩ nghiệp, dịch vụ cạn và vật tư thiết bị của vũ khí là đơn vị là thường xuyên cùng với hội tham gia giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam hàng năm trên địa bàn tỉnh thiết thực hơn thông qua hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh mới đây đơn vị tổ chức thăm hỏi và tặng quà bốn gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện xuyên mộc mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng Năm 1984, ông Sơn Dũng, phục viên và chọn vùng đất xuyên mộc lập nghiệp, cưới vợ, chăm lo cho cuộc sống mới. Năm 1985, gia đình ông Dũng đón con trai đầu lòng là anh Sơn Chiến, nhưng không may mắn, từ khi sinh ra, hình hài đã bị dị tật, tay chân co quắp, trí não chậm phát triển, mọi sinh hoạt đều do cha mẹ chăm sóc. Đến năm 1989, vợ chồng chú Sơn Dũng đón đứa con thứ hai. Nhưng rồi cũng như người anh, em cũng bị trí não chậm phát triển. Nuôi dưỡng hai đứa con tật nguyền, phát triển không bình thường, gia đình ông Sơn Dũng vô cùng vất vả gian nan. Thay mặt gia đình xin thành cảm ơn lo thức ăn, thuốc men, sữa để cho cháu. Mặc dù đã ngoài tuổi thất thập, nhưng ông Nguyễn Văn Xí hàng ngày vẫn đi qua mọi nẻo đường để bán vé số mưu sinh, chăm lo cho ba con bệnh tật do ảnh hưởng của chất độc da cam. Ở tuổi xế chiều, không được an nhàn bên con cháu, ông Nguyễn Văn Xí lâm vào cảnh gà trống nuôi những đứa con ngờ nghệch, tật nguyền. Cha con vui, rất thành thật cảm ơn. À, một cái lời chân thành thì tôi rất là xúc động, rất là quý báo. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn, cảm ơn và cảm, cảm ơn. Những phần quà không lớn nhưng kịp thời và là nguồn động viên khích lệ tích cực cho các gia đình khó khăn đang chịu nỗi đau mang tên chất độc da cam dioxin. Tôi cũng rất là mừng, cảm ơn đoàn cũng phụ cho tôi được những lúc mà bệnh nan. tại vì cho ông ấy mới mất cho nên tôi mình cũng mệt ư vất vả lắm những nghĩa cử cao đẹp sẽ chia của các đơn vị cá nhân doanh nghiệp dành cho người nghèo những nạn nhân chất độc da cam dioxin trong đó có xí nghiệp dịch vụ cảng và cung ứng vật tư thiết bị nhất là trong một năm đầy khó khăn và thử thách đã góp phần phát huy truyền thống tương thân tương ái uống nước nhớ nguồn của dân tộc đưa đơn vị trở thành một trong những điểm sáng trong công tác an sinh xã hội của liên doanh việt nga việt Petro. Thưa quý vị, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và những doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng với tinh thần trách nhiệm cao đã, đang và sẽ viết tiếp nên những câu chuyện về tinh thần vượt khó để những bước phát triển, đồng thời có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, cho đất nước, cho quê hương và luôn vì lợi ích của người dân cũng như sự phát triển chung của xã hội. Tiếp nối chương trình thì cùng đến với những thông tin thích ứng an toàn về tình hình dịch bệnh nói chung và Covid-19 nói riêng. Thưa quý vị, Bà Rịa chúng Tàu ghi nhận trường hợp thứ 6 tự vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhi chưa tử vong do sốt xuất huyết mới được gần 5 tháng tuổi. Bé có tiền sử bệnh, lúc mới sinh ra chỉ nặng 1,6 kg và chẩn đoán nhiễm trùng huyết lúc sơ sinh. Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca sốt xuất, xuất huyết lũy kế trên địa bàn tỉnh là 9.380 ca. Trong đó, số ca tử vong là 6 ca, chiếm tỷ lệ 5% trên tổng số ca sốt xuất, xuất huyết nặng theo bộ y tế các địa phương cần đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để người dân không chủ quan không hoang mang lơ là và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mỗi người cần tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ quậy lăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch đặc biệt khi người dân có dấu hiệu bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám phát hiện sốt xuất, xuất huyết và tư vấn điều trị phù hợp không tự ý điều trị tại nhà việc bù dịch bằng đường uống Oresol với người sốt xuất huyết rất quan trọng, có thể tránh được tình trạng mất dịch, cô đặc máu. Với những bệnh nhân nôn liên tục, không uống bù dịch được thì cần đến cơ sở y tế để bù dịch bằng đường tĩnh mạch. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận hơn 1.600 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn 200 trường hợp so với ngày trước đó. Trong đó, số ca bệnh nặng nhập diện cũng nhiều lên. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày vừa qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.098 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng, có thể gây quá tải hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch do một số dịch bệnh lưu hành khác, cúm A, à, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang trong mùa cao điểm. Bộ Y tế đề nghị các địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay tại cửa khẩu với các dịch bệnh mới. Việc tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chủ động sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch có thể xảy ra, không để bất ngờ bị động. Quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn, vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột, cách ly, xét nghiệm, điều trị. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ động theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, tham mưu công tác lãnh đạo chỉ đạo cho ban chỉ đạo tỉnh, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh tỉnh kịp thời, tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong. Đến đây thì chương trình Nhịp sống A Công xin được khép lại. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút thứ tư hàng tuần. Trân trọng kính mời quý khán giả đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.